Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tham lam nhảy đa ngành, Vượng Vin rất dễ sụp. Vào năm 1997, khi khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu, hàng loạt ông lớn trên thế giới đã ngã theo. Còn nhớ khi đấy tập đoàn Daewoo của Hàn Quốc, một tập đoàn đa ngành như sản xuất ô tô, máy cơ giới, điện tử, đóng tàu, bất động sản, v.v. đã ngã nhào không thể cứu chữa. Tập đoàn này đã phải chia năm xẻ bảy, mỗi ngành bán cho một đối tác khác nhau. Ngành ô tô thì hãng này bán cho GM của Mỹ, một thời gian sau Daewoo bị đổi thành Chevrolet. Sau đó Daewoo cùng với Hyundai, Samsung và LG là những tập đoàn toàn cầu đa ngành của Hàn Quốc. Tuy nhiên Daewoo lại là tập đoàn đa lĩnh vực nhất, và khi khủng hoảng ập đến, Daewoo không biết tập trung vào nơi nào để mà chống đỡ, bởi ngành nào cũng cần tiền để cầm cự. Kết quả là Daewoo đã sụp đổ. Ngược lại, Hyundai, Samsung và LG được đặt mục tiêu vào một ngành chủ lực. Khi khủng hoảng ập đến, họ tập trung mũi nhọn vào một điểm nên vượt qua được khó khăn. Ông chủ của Vingroup Phạm Nhật Vượng. Tại Việt Nam có thời gian các tập đoàn nhà nước dùng tiền ngân sách để đầu tư trái ngành. Kết quả là hàng loạt tổng công ty và tập đoàn nhà nước thua lỗ rất lớn. Từ những quả đấm thép theo cách gọi của Nguyễn Tân Dũng, các tập đoàn này đã biến thành những quả đấm thép thật. Nhưng những quả đấm này đã đánh vào nền kinh tế của Việt Nam tàn nát. Câu chuyện đa ngành cũng đưa đến thành công thật, nhưng hầu hết là những thành công không bền vững. Không phải ngẫu nhiên mà ông lớn ngành ô tô như Toyota, Ford v.v. chỉ đặt trọng tâm vào ô tô, mặc dù họ có thể có tham gia vào một vài lĩnh vực khác, nhưng họ không đặt trọng tâm vào lĩnh vực đó. Bài học trên thế giới đã nhiều, ắt công lớn trên thế giới cũng rất cẩn thận khi đầu tư đa ngành. Hiện nay, tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng đang có tham vọng đầu tư đa ngành. Ông Vượng đã chơi lớn và nhảy sang lĩnh vực sản xuất ô tô, một lĩnh vực đòi hỏi nền tảng chất xám vững chắc. Với trình độ không sản xuất được ốc vít thì nguồn chất xám của Việt Nam là vô cùng mỏng. Như vậy, để thực hiện tham vọng thì ông Vượng thuê chuyên gia nước ngoài làm thay. Có điều, mời chuyên gia nước ngoài thì không phải là dễ. Để thắng được sự mời chào của các hãng xe lớn trên thế giới, ông Phạm Nhật Vượng đã phải trả lương cực cao, và điều này vô tình cộng dồn vào chi phí sản xuất thêm phần đắt đỏ. Vì vậy mà xe của ông Phạm Nhật Vượng bán ra giá rất đắt. Nhảy vào đa ngành, giờ VinFast thành máy đốt tiền. Cho đến nay, VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đã nợ tới 8,8 tỷ đô la và lỗ đến 4,7 tỷ đô la. Con số này không dừng. Trong khi đó, xe đưa ra thị trường thì vẫn chưa đứng được, sản phẩm lại đầy lỗi. Với tình hình tài chính xám xịt như thế, rất khó để các cổ đông Mỹ góp vốn cho VinFast. Hồ sơ IPO đã nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ, nhưng đến nay vẫn chưa thấy VinFast IPO được. Hiện kế hoạch xây nhà máy VinFast tại Mỹ đã phải rời lại chậm hơn một năm so với dự kiến, và không loại trừ khả năng VinFast sẽ còn rời chậm tiếp nữa. Bởi việc xây nhà máy VinFast tại Mỹ đang phải chờ nguồn vốn đầu tư từ thị trường chứng khoán Mỹ. Vì nhảy sang lĩnh vực này mà VinFast đã trở thành máy đốt tiền rất nhanh và đốt số lượng tiền khổng lồ của Vingroup. Rất khó để Vinhome làm ra đủ tiền cho VinFast đốt tiếp. Có thể nói rằng Vinhome đang kiếm bạc cắt trong tình hình bất động sản khủng hoảng hiện nay, nhưng VinFast lại đốt tiền tỷ. Hiện giờ Vingroup chỉ tính bài toán cầm cự, chứ không thể tính bài toán phát triển cho Vingroup được. Ông Phạm Nhật Vượng lại nhảy sang ngành taxi. Để giải quyết hàng tồn kho, ông Vượng đẻ ra công ty VMI. Để giải quyết xe tồn kho, ông Vượng lại đẻ tiếp ra công ty GSM. Như vậy, ông Phạm Nhật Vượng mở rộng tập đoàn ra đa ngành. Nếu nói tập đoàn Daewoo của Hàn Quốc mở rộng ra đa ngành là để đón lấy nhiều cơ hội hơn, và họ đã thành công một thời gian trước khi sụp đổ. Còn ông Vượng thì mở rộng đa lĩnh vực là để giải quyết hàng ế, chứ không phải đón cơ hội. Có thể hoạt động một thời gian thì chính nó cũng sẽ là gánh nặng cho Vingroup mà thôi. Cứ đà này, Vượng Vin rất dễ sụp đổ. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin Tham lam nhảy đa ngành, Vượng Vin dễ sụp bà trẻ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sợ bị ăn đòn, công an thúc giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng mệt mỏi với cụ tổng. Kinh tế Việt Nam quý 1 năm 2023 có tốc độ tăng trưởng chỉ là 3,3%, một tỷ lệ rất thấp, có thể nói là thấp chưa từng có. Mất bò mới lo làm chuồng, ông Phạm Minh Chính mới đây đã lập 5 tổ công tác, bao gồm tổ công tác số 1 do ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ làm tổ trưởng, tổ công tác số 2 do ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ làm tổ trưởng, tổ công tác số 3 do ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ làm tổ trưởng, tổ công tác số 4 do ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm tổ trưởng, và cuối cùng là tổ công tác số 5 do ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm tổ trưởng. Ông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam bị kỷ luật cảnh cáo vì chậm giải ngân vốn đầu tư công. Sau một tháng kiểm tra, ông Lê Minh Khái báo cáo kết quả thật bất ngờ. 17 bộ thì có 13 bộ giải ngân tới 0%, nghĩa là bộ này nhận tiền rồi không biết làm gì hết. Xem như chính phủ dưới bàn tay của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính điều hành đã gần như tê liệt. Đây là yếu kém rất nghiêm trọng. Nó góp phần không nhỏ vào tình trạng trì trệ của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022 và quý 1 năm 2023. Tất nhiên, bộ nào yếu kém thì bộ đó phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, nhưng chính phủ yếu kém thì Thủ tướng sẽ chịu trách nhiệm với ai đây? Chịu trách nhiệm trước Đảng, đây là cơ hội tốt để bên Đảng có Nguyễn Phú Trọng soi kỹ hơn về sự yếu kém của chính phủ thời ông Phạm Minh Chính đang làm. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công bị nghẽn và Nguyễn Phú Trọng đang cho ông Trần Cẩm Tú soi vấn đề này trong chính phủ của ông Phạm Minh Chính. Vào ngày 13 tháng 4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát đi thông cáo báo chí về việc kỷ luật hàng loạt cán bộ, trong đó có việc cảnh cáo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Lý do ông Hùng bị kỷ luật cảnh cáo là chậm giải ngân vốn đầu tư công trong Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ Công an của Việt Nam cũng thúc giải ngân vốn đầu tư công. Như vậy thì công nhọt nghẽn vốn đầu tư công đã được ông Nguyễn Phú Trọng chú ý. Ban đầu thì ông Trọng đánh vào các bộ, sau đó ông sẽ đánh vào chính phủ. Theo thông tin từ bên trong cho biết, được sự dì tai của ông Vương Đình Huệ, Tổng Bí thư đang chú ý vào yếu huyệt đầu tư công. Tuy nhiên ông Trọng chỉ mới đánh động mà chưa làm chiến dịch lớn. Và liệu ông Trọng có đẩy vấn đề này lên hay không thì còn phải chờ xem. Cũng có người này cho biết hiện cán bộ ban ngành đang đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công vì họ sợ bị ăn đòn của phe ông Tổng. Sáng ngày 14 tháng 4 tại Hà Nội, Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị giao ban thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2023 khu vực phía Bắc. Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò trách nhiệm của chủ đầu tư, của các cơ quan chức năng Bộ Công an trong việc triển khai, thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, tham gia, xử lý kịp thời, dứt điểm khó khăn, vướng mắc để đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân. Phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư vào năm 2023. Vấn đề giải ngân vốn đầu tư công đang là một yếu huyệt rất lớn của chính phủ do ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đứng đầu. Đến Bộ Công an còn phải chạy đôn chạy đáo lo vấn đề này thì xem ra áp lực lớn thật rồi. Hiện ông Tổng Bí thư chưa đả động gì đến ông Phạm Minh Chính, tuy nhiên ông cứ áp lực cho ông Trần Cẩm Tú soi vào vấn đề giải ngân vốn đầu tư công thì đấy cũng là một dấu hiệu bắt đầu. Bởi ông Tổng Bí thư có thói quen đánh từ dưới đánh lên, muốn hạ được con tướng thì trước hết phải hạ từ con tốt. Chính trị tại Việt Nam không hẳn là một trò chơi mà thực sự nó là cuộc chiến. Vì cạnh tranh trong bóng tối nên họ không ngại những thủ đoạn hiểm ác nhất ngắm vào với nhau. Cho đến nay, nhóm ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang gặp một tảng đá lớn ngáng chân Vương Đình Huệ tiến vào chiếc ghế Tổng Bí thư. Chắc ông Trọng cũng cần phải làm gì đó để dẹp bỏ nó đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Sợ vì ăn đòn, Bộ Công an thúc giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng mệt với ông Tổng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de